Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Hôm nay là buổi chiều, Phương sẽ đi gửi quà cho những cái hoàn cảnh nghèo ở Vĩnh Trường đó mà con có ba. Những hoàn cảnh nghèo hôm nay là những người đau bệnh, rồi những người ở thuê, rồi rất là khổ, nói chung là rất là khổ ở làng Vĩnh Trường. Thì cũng có một cái gia đình cô Việt Kiều cũng gửi cho Phương một số tiền, nhưng mà Phương cũng không nói tên cô Việt Kiều đã gửi tiền cho Phương đó. Thì những cái hoàn cảnh mà Phương gửi hôm nay là mỗi video á thì từ cái số tiền nó cũng nhiều đó bà con cô bác, nên Phương phải chia ra làm 4 video. Thì mỗi video đó thì tầm khoảng 10-11 hoàn cảnh để bà con tiện để xem. Thì cái Phương đi đầu tiên buổi chiều, Phương đi đầu tiên là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, vừa đau bệnh rồi vừa nhà cửa thì không có nữa. Nói là nghe chị nói mấy lần, Phương cũng nói là chị nói là cái hoàn cảnh của chị là đang hiện tại giờ ở nhờ trên cái nhà người con hay là hai người rể gì đó ở trong này nè bà con cô bác. Chị này là lên tên là chị Tâm ha, ở trên cái ngọn núi ở Vĩnh Trường này. Đây cái nhà của chị nè bà con cô bác. Chị cũng mấy lần Phương chị thì cũng không có việc làm gì hết trơn á, thì chị hiện tại giờ chị cứng bệnh đó bà con cô bác. Bây giờ Phương sẽ vô kêu cửa ha. Chị ơi, chào chị. Chị nhớ em không? Dạ. Hôm em thấy chị đi ở ngoài ở dưới đó, chị đi cứ lang thang ở ngoài dưới ở dưới. Kiếm gạo thôi anh. Bởi ai cũng thấy bệnh mẹ tội thương cũng nhiều á. Dạ. Gạo luôn đó của chị. Hiện tại giờ chị ở đây đó. Hôm chị nói là nhà có con rể. Ở nhà con gái ở tạm. Dạ. Nhà con gái thơ ở. À, đây là nhà của con gái chị hả? Kia nhà ông ngoại dưới kia. Dạ. Bé cũng bệnh. Hôm em kiếm ăn đồ cho bệnh. Dạ. Hôm em thấy chị đó là ở bên cái nhà trước cái căn nhà của mình đó. Cái nhà lập sụp ở bên là nhà của ai vậy? Cái đây hả? Dạ. Cái đây chủ nhà thì sợ. Dạ. Chủ nhà mà không. Dạ. Nhà đỡ con nó khổ quá không chặt lắm. Dạ. Thành ra hai mẹ con ở tối quê đi ngủ là phải sẽ sợ. Dạ. Ở nhà không vậy. Dạ. Có gì hết. Dạ. Quê ông chiếu đồ quê đang ngủ hai chú à. Dạ. Em khổ quê dạ. Ngủ. Dạ. Tại chừng nào giờ chủ thấy nhà là tính xong. Dạ. Nói chung vô nằm trại chặt lắm. Dạ. Em thấy hình như là chị có bệnh gì trong người đúng không? Dạ. Bác sĩ nói chị bệnh gì? Không có, đâu, bác sĩ nói mà khổ quê cũng như là người ta nói là bệnh đủ thứ á, còn tất cả. Dạ. Đầu còn bữa tí nó bể cái mũi là. Dạ, à, không em nói bệnh thôi. Dạ. Ghen gì đó. Dạ. Cũng phải thấy là con cỡ tới rồi thì tới đó. Dạ. Cũng mấy chú rồi cho cũng mua gạo mua đâu ra. Dạ. Như khổ tiếp mình rồi. Dạ. Thì chị này đó thì cũng ở làng Phương đó bà con cô bác. À ai cũng biết hết. Bây giờ chị nói là cái tên của chị là chị tên gì ha? Tâm. Chị Tâm. À, Phương cũng bà con của cô bác cũng thông cảm. Phương nhiều khi Phương nói trao những phần quà đó, Phương nói những người lớn tuổi hơn đỡ bà con nhớ đến cái cô chú lớn tuổi dễ nhớ hơn. Nhiều khi bà con đi xa đó là không nhớ những cái thế hệ sau này ha, như chị nè, những mấy anh chị ở nước ngoài đó, nhiều khi đi xa quá không nhớ, chị có thể chị nhắc lại cái tên của ba mẹ của chị ạ. À. Ba của chị là tên gì ạ? À? Mấy chết hết rồi, còn dạ. Còn với lẹ hai em gái, dạ. Với lẹ ông Bê, dạ. Đã còn khổ ông cũng kiếm ăn rồi cũng ai cho gạo, dạ. Vì Bê chị là tên Nhơn ha, con Nhơn mà chẳng, dạ. Còn mẹ chị là tên gì ạ? À? Lợi mất rồi, dạ, chị mất rồi ha, chị ở Sa Đéc ha. Bây giờ em sẽ trao, dạ, quá à. Dạ, thấy chị vậy đó. Dạ, cho ở đây, dạ. Ngủ lấy thì sao? Dạ. Bây giờ em mấy, dạ cũng bệnh mấy người thế cầu cũng chút gẹo chút thương mà. Dạ. Bây giờ gia đình giờ chị Việt Kiều đó gửi cho chị 500 ngàn ha. 500 ngàn để chị mua gạo nè.
cần thiết rồi gì chị mua đó, thì cũng gần Tết rồi mua ha. Về, ông mua về đồ ăn, thuốc men mà uống dễ qua ngày. Dạ, thôi bây giờ chị nhận em 500 nghìn ha. Thôi giờ chị cảm ơn, dạ. Cũng cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú hạnh phúc, mạnh vương, anh mạnh vương bên đó. Dạ. Cho tâm thì chị 500. Dạ. Thì chị cũng cảm ơn anh Ngọc Vương cho ở bên nước ngoài. Dạ. Cảm ơn hai chú hết. Dạ. Bây giờ Phương sẽ đi tiếp một hoàn cảnh nữa bà con cô bác. Phương đi những cái hoàn cảnh trên núi trước, rồi Phương mới đi ở dưới đất liền đó. Thì bà con tiếp tục đi với Phương ạ. Bây giờ Phương đến một hoàn cảnh nữa. Chị này là chị Bích đó bà con cô bác. Chị Bích cũng ở làng luôn. Chị rất là, bây giờ chị rất là khổ, là nuôi thêm người em là không được bình thường đó. Chị ơi. Dạ em chào chị. Dạ. Chị khỏe không? Dạ. Dạo này thì chị có làm gì thì kiếm đồng vô đồng ra không? Không có gì đâu làm. Dạ. Tôi là nuôi thằng em kiếm trên đường kia trên đường nọ không ạ. Dạ. Có làm được cái gì nữa đâu. Dạ. Ừ. Hồi kia đi làm kém rồi nhưng bữa nay đâu có làm được nữa. Dạ. Giờ đi, dạ. Đi đầu tóc đi vì mẹ đi không có đi làm hồi đó được nữa. Dạ. Chị có nuôi một người em. Ừ. Nghĩa là cái người em này đó là em ruột của chị hả? Em ruột á, họ chưa ở Lòng Bò. Dạ. Chào anh. Nhiều khi anh vô anh hiền lắm mà bà con cô bác, anh chỉ cười thôi. Chỉ cười thôi à. Đồ hút thuốc. Anh năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Quên rồi. Không nhớ đâu. Ở nhớ anh tên gì vậy? Nhớ mình mé tên mẹ là. Không nhớ rồi. Thì bây giờ em đi rất là nhiều hoàn cảnh đó. Em sẽ gửi chị một phần quà ha. Của cô Việt Kiều không nói tên. Ha. Đây chị nhận giùm mà chị cảm ơn cái cô Việt Kiều. Cảm ơn cô Việt Kiều. Lo thì bất đấy. Dạ. Ở đây tổ hai. Dạ. Hai cái nhà có hai chị em à. Dạ. Có Cúc, hai chị em nhỏ lớn giờ em cũng một con một Cúc đó. Dạ. Hồi xưa nó ở cho Lòng Bò về dắt cái gì đây nuôi với bữa giờ lâu rồi. Dạ. Bị tâm thần nữa. Dạ. Bị kinh á. Dạ. Bị tâm thần á. Dạ. Thôi dạ thôi chị nghĩ ha, cái phần quà này của gia đình cô Việt Kiều gửi cho chị ha. Cố gắng lên ha. Chị có thể chị nói cha mẹ chị là ai đỡ bà con cô bác biết không ạ? Cha mẹ chết mất trước là. Dạ, ngày trước là tên gì ạ? Tên Hung, tên Tía. Dạ, còn cái nhà mà ở khúc ở dưới kia là nhà ai? Nhà Cờ. Dạ. Chưa được con nuôi nhà Cờ đó đó. Dạ, đây là chị Bích ha. Bích ở nhà Cờ, chưa ở nhà Cờ dưới đó. Dạ. Chồng cũng mất rồi ha. Chồng mất rồi. Dạ, còn hai chị em ở nhà. Còn hai chị em à. Dạ. 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 Thì thôi chị nghỉ nha. Dạ dạ. Cảm ơn dạ, em đi nè. Còn đi nhiều hoàn cảnh khác nữa. Rồi em chào chị ạ. Dạ. Rồi chào anh. Chị không biết ra đây. Dạ. Chị không biết ra đây. Tạ. Bây giờ Phương tiếp tục đi một hoàn cảnh nước khác và con cô bác đi với Phương ha. Dạ. Bây giờ Phương đi tiếp một cái hoàn cảnh nữa cũng là trên núi luôn bà con cô bác, một cái lối nhỏ này thế này. Ở trên này người ta cắt nhà cũng có một cái nhà ở trên đây nè. Phương đi đó, Phương cũng không có hẹn trước gì đó, Phương đi đại thôi mà không biết có ở nhà không nữa, thấy đóng cửa rồi nè. Bây giờ thì Phương đến nè, đã đóng cửa rồi. Vậy là Phương đợi đại đợt sau ha. Bây giờ Phương xuống lại đi một hoàn cảnh khác bà con theo chồng Phương ha. Bây giờ Phương đi qua một cái lối khác cũng trên núi luôn bà con các bác. Đường này thì đi xe mà không khéo đó cho là giờ sợ té. Bây giờ Phương đi một cái hoàn cảnh nữa. Đây là anh Danh ha bà con cô bác.
Bây giờ Phương nhà bỏ như thế này. Anh ơi, ảnh nằm như thế này nè, bây giờ Phương phải bỏ lại 500 đó. Phương nghĩ nếu có cháu, anh ơi, kêu ảnh không nghe gì vậy bà con cô bác. Bây giờ Phương đỡ lại 500, không biết Phương đưa tay trên tay ảnh có biết không nữa. Anh này thì ảnh tên là Danh ha, làng ở làng Phương ai cũng biết anh hết. Hoàn cảnh ảnh là một đứa nuôi ảnh rồi thuê nhà, căn nhà này ở trên núi nè bà con cô bác. Anh ơi, em gửi anh 500 nè ha, anh đưa tiền cho cháu nha nha. Ảnh không nói được bà con cô bác. Đây anh giữ đi ha, đưa tiền cho cháu rồi cháu đóng tiền nhà ha. Thôi bây giờ Phương tiếp tục đi một hoàn cảnh khác đó bà con cô bác, cũng tranh thủ. Hôm nay thì thời tiết Nam U không biết lúc nào mưa nữa, Phương phải tranh thủ. Anh thuê cái căn nhà ở đây nè, rồi bà con đi tiếp rồi, tiếp với Phương ha. Dạ con chào bà. Dạ bà nhớ con không? Dạ đúng rồi, bà vẫn nhớ tên Phương đó bà con cô bác, tại vì Phương cũng ủng hộ bà mấy lần đó. Thì hồi sáng đó là Phương nói với bà ở nhà đi, thì để buổi chiều con ghé. Bà sống ở đây, bà nói với bà con cô bác nghe về cái cuộc sống của bà một chút xíu à. Bà sống ở đây là nhà mình thuê hay sao bà? Thuê. Dạ. Là một tháng hai. Dạ. Nói giùm. Dạ, một bà nói, mệt. Anh hỏi gì cái bà nói cứ. Dạ, nói thôi. Bà thuê ở đây đó là một tháng là bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu hả bà? Rồi tiền nhà không? Dạ. Tiền nước rồi. Tiền điện thì chú đi chú cho. Dạ. Còn tiền nước mình đưa là một tháng là 50 ngàn. Dạ. Vậy bà hôm trước đó là con cũng đã đến bệnh viện rồi. Dạ. Rồi hôm thăm bà rồi, ha. Rồi chú cho 2 triệu mấy đó, thì có nẹp vô chích thuốc đồ cho nó có chết. Dạ. Nó nói thuốc ngồi minh mục gì đó. Dạ. Rồi nằm trên đó một tháng rồi về nó cho con cứ 10 bữa. Dạ. Là 140. Dạ. 10 bữa là 140. Dạ. Ngồi uống. Dạ. Ép đi thằng dạ. Bây giờ ảnh bớt chưa bà? Ổng đi chạy thận gì hôm qua anh đây, nó đi chạy thận gì hôm giờ không ăn nằm tổng á. Dạ. Dạ. Bây giờ con có cái cô gia đình cô Việt Kiều á là gửi tiền cho con. Dạ. Con sẽ gửi cho bà 1 triệu ha. Dạ. Đóng tiền nhà rồi có một chút gì lo bệnh cho lo sức khỏe cho bà. Dạ. Rồi lo bệnh tình mua thuốc gì đó cho con trai của bà ha. Bây giờ bà trước là cảm ơn chú. Dạ. Sau là cảm ơn những người mà giúp đỡ cho tôi, cô Việt Kiều nào đó. Dạ. Chúc cho gia đình của mạnh giỏi bình an. Dạ. Tôi đã cảm ơn. Dạ. Bà thì lụm với trai bà con cô bác, thì bây giờ càng ngày đó bà càng yếu đi thì không lụm nữa. Đi con mắt không thấy. Dạ. Thấy hoài thôi mà. Dạ. Ác vậy không? Dạ. Thôi bà nhận giùm con. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Bà nhận của con là bao nhiêu ạ? 1 triệu ha. 2 tờ. Rồi bà nghỉ cho khỏe ha. Phương nói bà hồi sáng đó, hồi sáng Phương xuống chợ gặp bà là đỡ Phương đi một lần luôn. Là ra bà hồi chiều giờ là bà ngồi chờ nè, bà con có mắt tội nghiệp. Thôi bà nghỉ ha bà ha. Cảm ơn chú Phương với chú kia. Dạ. Cảm ơn những dạ. người giúp đỡ cho mẹ con. Dạ. Bà có thể bà nói cái tên của bà cho bà con cô bác nghe cái tên của bà đỡ nhớ đến bà. Nguyễn Thị Im. Nguyễn Thị Im. Im lặng ạ. Dạ im lặng đó. Bà ngày trước bà sống ở đâu ạ? Hồi trước tôi sống ở ngoài sông Cầu ạ. Dạ rồi bà vô ở nhà cô bé bà sống ở khóm nào ạ? Trường Hải. Dạ Trường Hải hả bà ha? Trường Hải á. Dạ. Thì bà cũng nói trên video đó, nếu bà con nào ở xa còn nhớ đến bà đó
Thì hôm nào thì có Mạnh Thường Quân ghé là nói là đến thăm bà thì con sẽ thăm bà một lần nữa ha bà ha. Dạ cảm ơn chú Vương. Dạ, rồi cũng chào bà ha. Dạ. À. Dạ cũng chào bà ạ. À. Bây giờ là Phương tiếp tục đi một hoàn cảnh khác cũng gần đây rồi, Phương đi lần lần mở rộng ra bà con cô bác. Thì Phương phải đi gần gần trước, đi trên núi. Mình lúc này Phương cũng còn sức hay là nếu những hoàn cảnh trên núi đó thì Phương sẽ lên núi. Rồi tiếp tục đi gần rồi tiếp tục thì Phương sẽ đi xa hơn. Rồi bà con cô bác đi với Phương ạ. Bây giờ Phương đi tới hai hoàn cảnh sống ở nhà trọ bà con cô bác. Ở cũng gần phường luôn này. Bây giờ bà con đi với Phương ha. Dạ em chào chị. Chị khỏe không? Dạ. Hôm là chị vô đây giùm em ạ. À chị ở trọ ở đây là chị ở phòng nào ở ở dạ, chị quay bên đây cho bà con cô bác xem ạ. À, chị ở trọ ở đây là mình hai chị em ở hai phòng hả? Dạ. Rồi hôm em thấy chị bán hộp dịch đó, bữa nay chị còn bán hộp dịch không? Nghỉ lâu rồi, nghỉ mấy lần rồi. Dạ. Ủa mới đây chị nói em mới thấy đây mà sao mà chị nói mà nghỉ mấy năm, em thấy chị bán còn bán hộp cửa sẻ mà. Con dâu à, con dâu chị hả? Chị phụ hả? Dạ. 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 Bây giờ hiện tại giờ chị lụm dây chai, chị lụm bì nhựa rồi chị lụm giấy rồi chị có đi làm thêm rửa chén hay là cái gì không? Rửa chén đồ, rồi giờ bệnh viện nhà cắt thép nghỉ. Dạ. Dạ. Con đi chỗ khác ạ. À. Thôi bây giờ em còn đi rất là nhiều hoàn cảnh đó. Em gửi cho chị một phần quà. Chị là chị này là gì ạ? Chị Lắm. Chị tháo khẩu trang đây cho bà con cô bác xem ạ. À. Rồi chị nói lại cho bà con cô bác là chị là tên gì, chị đứng ra đây ạ. À. Chị là tên được. Dạ. Ở trường đông lên. Cái xấu ở này là ở nhá. Dạ. Bệnh viện bệnh trai rồi. Dạ. Dạ. Chị được ha. Còn đây là chị Lắm. Chị Lắm, chị đứng đây cho bà con cô bác xem biết gì chị à. Thôi bây giờ em cũng gửi cho một chị một phần quà ha. Một chị một phần quà của cái cô Việt Kiều không nói tên. Ha, chị nhận giùm em ạ. À. Đây chị nhận chị được nhận giùm em ạ. À. Là chị nhận là bao nhiêu chị nhận? Chị được cảm ơn trước kia em Phương sau như mà Phương bên Việt Kiều gửi về cho chị 500 đã xây sở. Cảm ơn dạ rồi chị nhận giùm em ạ. À. Chị cảm ơn mà cô gia đình cô Việt Kiều một tiếng ạ. À. Dạ. 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 Thì hôm nào mấy chị còn nhận quà rồi bữa sau mà có bà con cô bác nói mà có ghé lại gửi quà đó thì em sẽ gửi quà hai chị ha. Rồi hai chị nghỉ ha. Bây giờ Phương tiếp tục đi. Dạ. Phương sẽ tiếp tục một hoàn cảnh khác, bà con cô bác đi với Phương ạ. À. Dạ. Rồi bây giờ Phương tiếp tục đi một hoàn cảnh luôn, cũng gần phường luôn á bà con cô bác. Thì hoàn cảnh đây thì hai cụ cũng già rồi con cái rồi không biết sao mà bỏ đi hết. Vừa rồi bà cũng mất rồi đó, còn lại một mình ông thôi. Bây giờ Phương sẽ đi vô thăm ông ha. Rồi bà con cô bác đi với Phương ạ. À. Cô này là nhà của cô Hai Thảnh đó bà con cô bác. Dạ xin chào. Dạ chào chị. Dạ. Dạ. Ủa chị. Dạ em thăm cái cô Hai Thảnh ở trong đây nè. Dạ em chào chị. Dạ đây là chị Hai Tốt ha. Chị chào bà con khán giả của em ạ. À. Em chào bà. Dạ lâu quá rồi chị em mình mới gặp lại ha chị ha. Dạ đi lên thắp nhang cho chị. Dạ em không nghe nói là cái cô Hai vừa rồi là mất rồi hả chị? Đúng rồi em, đúng rồi. Giờ chị đi thắp nhang bữa
mất á chị không có lên được. Dạ. Bây giờ nói chị là lên còn ông như... bây giờ còn ông sống một mình. Đúng rồi, còn bây giờ còn mình ảnh dạ. anh nằm ở trong đó. Dạ. Dạ thôi cho hai chị em mình đi vô ạ. À. Em cũng nghe nha, nói là hoàn cảnh của bây giờ con cái là bỏ đi hết hả chị hả? Đúng rồi em à. Dạ. Giờ gia đình đồ bỏ đi hết còn có mình dạ. ảnh. Dạ. Dạ. Chào chị. Ủa đi đâu á? Dạ. Chị hết. Lên Tất Giang, chị cũng đi lên Tất Giang bữa. Dạ. Chị bắt chị không có đi được. Chào chị. Chị dạ. không giờ chị cũng lên Tất Giang. Chị tên gì em quên rồi ha? Tiết. Chị Tiết hả? Em chào chị. Em. Ủa. Dạ. Khỏe không em? Đây là chị Tiết. Dĩa hả em? Chị chắc chị lên đây là nhiều bà con khán giả ở phường mình biết đến chị lắm nè. Chị cũng lên Tất Giang cho chị hai á mà. Dạ, chị khỏe không? Ủa, dạ. cúng gì vậy? Dạ. Thắt đầu thôi em, ở đây bạn thắt đầu mong. Bè vừa rồi mất được mà. Anh hai. Bữa ổng ở dưới nhận dầu mới đem lên ở đâu. Anh hai. Dạ. Hai nhớ không? Ông biết bà mất chưa? Biết rồi, dùng thuốc nãy giờ. Nhớ ai đang nói vậy? Bác đi vô phương ở chỗ này. Tốt, là đúng rồi. Tốt rồi. Tỉa tốt. Dạ, chào chào ông ạ. Dạ. Em lên thắp nhang cho chị dạ, hai gặp dạ, dạ, chào chị. Em nó cũng lên dạ. thắp nhang cho chị hai dạ, dạ. Hôm con ông ơi, hôm con nghe là nhiều người nói là hoàn cảnh của mình đó gì ông cũng hóa thì cũng bây giờ cũng buồn ha ông ha, bà cũng đang mất nữa thì hôm nay đó thì con ghé ông, con gửi cho ông một phần quà ha. Ông có thể ông nói tên của ông là tên gì không ạ? Dạ. Để bà con cô bác biết được ạ. Ông đỡ con nói ạ. Ông tên gì ạ? Nguyễn Thạnh. Nguyễn Thạnh. Nguyễn Thạnh. Còn bà tên gì ạ? Nguyễn Thị Minh Nghĩa. Ở sớm à, ở sớm từ sớm ha, chị nói về cái tên mà Thiếu nói tên đến, chị Hai. Dạ, chị Hai. Hai Nhơn. Chị Hai Nhơn hả? Dạ. Thì hôm nay đó thì con có nhận cái tiền của cô Việt Kiều không có nói tên, gửi cho ông một phần quà ha, cố gắng ha. Ông cũng vừa bà vừa mất đó, ông cũng buồn, ông khóc qua. Dạ. Quà à. Mê chắc cũng giờ nè. Dạ. Ông. Cái cô Việt Kiều không nói tên gửi cho ông 500.000 đó. Cảm ơn ơi. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, thôi ông nghỉ cho khỏe ha. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn cô Việt Kiều. Không có dạ. cô Việt Kiều cảm ơn. Đây chị cũng thay mặt dạ. cho Mạnh Thường Quân. Dạ. Chị em hội tắm biển. Dạ. Với là có em Châu ở trường trường Đông. Dạ. Với là cũng què nhỏ nhỏ. Dạ. Cho anh hai. Dạ. Với là Trần Thị Bích Kiều ở trường Đông. Dạ. Cũng có con gỗ muốn què nho nhỏ. Dạ. Rồi chị cũng thay mặt cảm ơn các Mạnh Thường Quân chị em hội tắm biển. Dạ. Rồi gỡ cho anh hai. Dạ. Là 2.5 triệu anh hai à. À. Nè. Anh 2.5 triệu nữa. Thêm một phần quà nữa hả? Dạ, phần quà của em ơi. Thôi anh hai đỡ em, em cảm ơn, em thay mặt em cảm ơn hết. Chị em dạ ráng khỏe nè anh hai dạ cảm ơn cô, cảm ơn hết Mạnh Thường Quân hết tắm biển dạ có gỡ cho anh ơi anh hai. Thôi, ông nghỉ ha, chị hai đi sâu ha. Chờ đó chị hoàn cảnh khác. Thôi em chào chị, cảm ơn em ha. Rồi xin chào ạ. Bây giờ Phương phải tranh thủ đi một hoàn cảnh đó bà con bán đi Phương ạ. Giờ Phương đến một thăm hoàn cảnh nữa, cái anh này cũng là cũng khó khăn đó. Thì anh cũng ở không làm gì rồi, cũng ở nhà trông cháu rồi kiếm ai từ thiện cái gì đó rồi cho ảnh thôi, chứ anh không làm gì ở nhà. Em chào anh ạ. Anh khỏe không? Thì hôm nay thì em ghé anh gửi cho anh một phần quà ha. Cô Việt Kiều không nói tên gửi cho anh nè. Rồi, anh biết cảm ơn. Đây anh nhận là bao nhiêu tiền ạ? 500.000 à, em. Dạ. Giờ anh cũng Nguyễn Thiện cũng giờ hỗ trợ cho chú 500 mà biết ơn Mạnh Quân cũng khó khăn hoàn cảnh như cháu rồi nuôi trưởng ai nuôi. Phụ cho cháu nó, dạ, cảm ơn, chúc năm mới, cuối năm rồi, bọn anh khỏe. Dạ. Rồi,
thì thôi anh nghỉ ha. Rồi, con. Rồi em chào anh ạ. Rồi. Em chào chúc anh. Mình vui mạnh khỏe cho. Bây giờ Phương tiếp tục đi vô cái con hẻm đó, cũng rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì mấy cô, mấy bà ở đây đó thì còn khó khăn rất là nhiều đó bà con cô bác. Thì nghèo thì rất là nhiều ha chị ha. Nghèo nhưng, rất nhiều dạ, nhưng mà hoàn cảnh như, như chị. Khổ lắm. Dạ, thì cũng rất là khó khăn, em cũng biết ha. Bà thì bây khổ giờ con bà. Cái cũng khổ ha bà ha. Mà khổ, dạ. Bệnh hoài. Dạ. Thì chị đây thì cũng có cũng không có nhà hả chị? Không có nhà, đang ở nhà thuê. Dạ, nhà thuê. À, các đứa con là nó bị bệnh tâm thần. Dạ. À, cũng quá khổ, thì bây giờ cũng nhờ mạnh quân. Dạ. Với là mấy chị bên đó cho tiền cháu nó mua thuốc uống. Dạ. Đây là cháu là con của chị hả? Con. À, không có nói được. Không nói được hả? À, không biết nói. Không có nói được. Thì hôm nay thì Phương cũng lãnh tiền của gia đình cô Việt Kiều không nói tên đó, thì Phương sẽ phát một hoàn cảnh là 500.000 ha. Bây giờ bà con phát bà đó, con hỏi tên bà nói gì cho bà con cô bác biết được cái tên của bà ha. Đây bây giờ đây là bà mười con gửi cho bà 500.000 ha. Dạ. Dạ. Bà cảm ơn Mạnh Thương Quân giùm con tiếng ạ. Cảm ơn Mạnh Quyền. À, con già cả mình đâu cũng có nhờ con. Dạ, bình nó ngắn gọn đó. Dạ. Khổ quá, con xin mua thuốc mà uống. Dạ. Con rất cảm ơn. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa bà, rất là mừng đó bà con cô bác. Dạ, bây giờ con cái rất là khó khăn thì bây giờ được cái món quà 500.000 đó thì khổ quá. Dạ. Không. Dạ. Dạ, thôi bà ngồi đó nghỉ chút rồi bà về nha. À, rồi ơn. Chị, cho em gửi cho chị 500 anh luôn ha, một phần quà ha. Chị nói tên chị là gì ạ? Đây là bà Mười, rồi tới chị ạ. Chị tên gì ạ? Bà Hóa, tên Trương Thị Hóa. Rồi, tên chị Hóa ha, dạ. Ở Trường Sơn ha. Trường chị, Sơn, dạ. Tiểu Anh. Dạ, rồi à, chị. Cảm ơn dạ. Bên Mạnh Thường Quân dạ. Thương khổ cực đồ gửi về cho. Dạ. Chị ơi, vậy con, bên đây tôi cũng có chào chết lâu rồi. Khu đuôi dạ. Hai đứa cháu nhà chút à. Dạ. Khổ rồi. Dạ, chị nhận của em là bao nhiêu tiền vậy? Hả, 500. 500.000 hả? Đưa 500. Rồi, 500.000 ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. À. Rồi chị em cũng gửi cho chị một phần quà ha. Ừ. À, một phần quà là 500.000 cũng như bà với chị ha. Ừ, rồi chị nói chị tên gì ạ? À, chị tên Nay. Tên Nay. Chị tên Đen ở khóm Trường Sơn. Dạ, ngày trước là chị ở đâu à? Ở khúc bên Trường Sơn là khúc nào cho bà con cô bác có biết không? Núi. À? Trên núi. Không, trên ngày núi. Trước nữa kìa. Ngày trước là ở dưới này ở bên dạ. Đây. Dạ. Bên này đây dạ. Bây giờ không có tiền bán nhà cho người ta. Dạ, giờ lên nhà lên núi thuê cho nó hả chị? Ở. Dạ. Thì chị rồi cũng không có nhà. Thôi bây giờ chị em cũng gửi cho chị 500.000 ha. Ừ. Của cái cô Việt Kiều không nói tên. Nói chị nhận giùm em ạ. À. Dạ. Chị cũng cảm ơn cho mấy chị ở bên Mạnh Quân. Dạ. À, giúp đỡ cho cháu nó tiền mua thuốc. Dạ. Uống. Chị cũng cảm ơn. Dạ, hôm nào thì dạ. Có quà của bà con cô bác ở làng hay ở đâu đó gửi cho những phần quà cho bà con nghèo thì em sẽ quay lại ha. Dạ. Cảm rồi. Ơn Phương. Dạ, dạ bà nghỉ ha. Bây giờ bà con cô bác đi với Phương ạ. Bây giờ Phương tiếp tục đi một hoàn cảnh nữa bà con cô bác. Thì Phương cũng điền trước thì hôm cô với chú có gợi ý với Phương đó, nếu có những phần quà để gửi cho cô chú. Hoàn cảnh cô chú bây giờ rất là khó khăn, con cái thì cũng nghèo nữa. Chú ở trước màn hình bà con cô bác là cô chú đang ngồi đây nè. Dạ, con chào cô. À, con chào cô. Con cũng nghe được cái hoàn cảnh của cô đó. Khổ, con cái nào cũng khổ hết. Dạ. Nó khổ lắm, nó không có, nó ăn có, nó mới cho vợ chồng về. Thì bệnh nằm bệnh viện, mới xuất hiện gì mới qua đây. Dạ. Thì chờ dạ. Chú đã bệnh lâu chưa cô? Dạ, ông bệnh từ hồi giờ luôn mà, lâu mấy năm giờ luôn. Dạ. Bữa nặng quá, đi bệnh viện, nhập viện. Dạ. Cũng nhờ. Vậy cô chú có trong cũng hộ nghèo chứ cô chú? Không có hộ nghèo, tại cái nhà đó hồi đó nó sập rồi, buôn bán nữa, đất thôi. Dạ. Rồi cất lên cái nhà ở, dạ. Có cái nhà tao không cho. Dạ. Chứ đâu phải có gì đâu, đói khổ lắm chú. Dạ. Dạ. Rồi con cháu không, con cái rồi không lo cho cô chú hả? Nó lo mà một tháng có vài trăm ngàn làm gì. Dạ. Nó cũng khổ lắm. Đứa nào nó cũng khổ tí. Nó làm thuê, làm mướn không mà. Dạ. Dễ dẻ thì đói nữa. Dạ.
vợ chồng cũng khổ quá rồi, ăn cũng thiếu thốn thiếu vui. Dạ. Nhờ mấy cô mấy chú giúp đỡ gì đó. Dạ. Trong hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Bây giờ con gửi cho cô một phần quà ha. À, cô nói rõ về cái tên của cô là tên gì đó bà con cô bác biết về cô ạ. À, và hoàn cảnh của cô ạ. Tôi là Nguyễn Thị Kim Phong. Dạ. Còn ổng là Bùi Văn Tám. Dạ. Ổng nay là 79 tuổi rồi. Dạ. Thì cô ở là khóm khóm nào ở cô nói luôn ạ. Sơn. Dạ. Ở khóm Trường Sơn. Và ở tổ 6 á. Ở khóm Trường Sơn và tổ 6. Dạ. Bây giờ có cái cô Việt Kiều không nói tên đó, là con gửi cho cô một phần quà ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, con gửi cho cô một phần quà. Có một chút chút phần quà cho nó vui hả cô ha. Giờ cô cũng khó khăn đó. Con cái cũng nghèo nữa, không có việc làm thì cũng không ổn định. Dạ, cô cảm ơn cô Việt Kiều á, đừng cởi con. Con chi lắm. Cảm ơn cô gọi tiền cho tôi cảm ơn cô ạ. Dạ. Tôi cũng già trẻ rồi, bây giờ cũng cô giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Không thì bệnh đau. Dạ. 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 Cô chú nghỉ hả? Chiều ra đây ngồi cho nó mát. Dạ. Rồi, rồi con chào cô à, con chào chú à. Bây giờ Phương phải tiếp tục đi một hoàn cảnh đó. Bây giờ thì cũng 4 giờ rồi. Càng ngày càng tối, Phương tranh thủ Phương đi chơi sớm đó. Không, con chào con lần nữa à. Dạ, chào cô ạ, chào chú ạ. Bây giờ Phương đã ra đường Võ Thị Sáu rồi, ở Trường Đông đó bà con, cô bác. Một cái hoàn cảnh cũng ở trong cái hẻm luôn. À, hôm trước là Phương cũng đã ủng hộ rồi, hôm nay thì Phương cũng ủng hộ nữa. À, hoàn cảnh ảnh cũng rất là khó khăn đó. Bây giờ bà con, cô bác đi với Phương à. Phương sẽ đi vô cái hẻm này ha. Nhà ảnh cũng gần, hình như là cũng gần cái bờ kè đó. Thì không nhớ nữa, Phương cũng đã đi mấy lần rồi mà. Cũng lâu rồi. Em chào chị. Bây giờ Phương sẽ đi vô cái hẻm này ha. Thì cái số tiền của cái cô Việt Kiều không nói tên đó thì Phương sẽ làm chia ra làm 3 clip hoặc 4 clip gì đó, bà con cô bác thông cảm. Chứ nếu mà đi hết rồi Phương làm một clip dài quá thì nhiều khi bà con có bác không có thời gian mà ngồi xem đó. Bây giờ Phương đã đến cái chỗ làm trái cá ở trong cái hẻm rồi đó. À, ở đây có cái tiệm trái cá ha. Rồi xin chào chị. Chị cho em hỏi là cái nhà anh Hon là cái chỗ nào ạ? Ở quay đây nè em à. Dạ, đi bao xa ạ? Quay đây nè, thẳng xe có cái trụ đèn á, rồi cuối cùng quẹo qua. Dạ. Bây giờ Phương, chào chị ha. Đi vào Phương cũng tranh thủ đi châm Âu đó. Rồi Phương đã tới cái bờ kè rồi nè. Trước màn hình bà con có bác là cái sông Cửa Bé nha bà con có bác. Bây giờ Phương quay lại cái sông Cửa Bé bà con có bác buổi chiều nè. Dạ em chào anh ạ. Anh nhớ em không? Giờ này ăn cơm sớm vậy? Dạ. Không bật sáng là mưa chiều. Dạ. Dạ. Anh nhớ em là nhớ làm sao? Nhớ gì quay quay phim hả? Ừ. Con này Phương nhiều khi Phương đi ngoài đường đó bà con có bác cũng có nhiều người cứ thấy Phương cầm máy quay đó. Mà nói chung là Phương rất là nhiều người biết. Cũng vừa rồi Phương cũng quay ở trên bóng đó rồi cũng gặp mấy cô quắc lại rồi nói rồi sao quay mà rốt cuộc là Phương đăng lên là rất là nhiều người biết rồi gửi quà cho các cô ở bóng. Anh ơi, hôm đó thì em cũng gửi quà anh cách đây rất là lâu đúng không anh? Lâu lắm rồi ha. Hình như là cũng gần một năm rồi ha anh ha. Thì hôm nay thì em sẽ trở lại thăm anh. Thì anh có thể anh nói về cái cuộc sống của anh à, em có rất là nghe về cái cuộc sống của anh là nhiều người nói hoàn cảnh anh là rất là khó khăn, là anh chạy xe ôm rồi
chú hồi chạy xe lô. Dạ. Xe ôm xe lô xong rồi chạy thì xe lô không có ăn nữa. Dạ. Dạ. Cho mà chạy cũng không có gì, không có ra gì hết. Dạ. Rồi đi xuống cảng làm. Chạy trong cái tiếp cảng. Dạ. Sau rồi cái đợt Covid á. Dạ. Cái bị đem lên đó, bị ép công. Dạ. Vòng về xong rồi bị tập biến. Dạ. Tập biến nhẹ hả anh? Biến nhẹ. Dạ. Cũng liệt cũng bên. Dạ. Thì giờ tao hỗ trợ đó, cho tiền rồi đóng tiền muốn đóng tiền. Dạ. Bị tâm trí á. Dạ. Còn về đây cũng không có làm gì, ăn đến giờ bà xã làm phụ hồ. Dạ. Bữa có bữa không á. Dạ. Cũng làm cũng nuôi hàng con. Dạ. Con lớn nó nhỏ đọc lắm năm. Dạ. Một cuộc chung hôn á. Dạ. Đó giờ tổ xuống đây. Dạ. Ta tốt cũng lâu rồi. Dạ. Dạ cũng năm rồi. Rồi hiện tại giờ là nói chung là anh không làm gì nữa, không làm ra tiền luôn. Không. Chị làm phụ hồ. Rồi lo cho anh, rồi anh cũng ở nhà cũng giúp chị nấu cơm nấu nước rồi ha, cho nó vui ha. Dạ. Cái nhà mình đang ở là đang thuê hay sao anh? Dạ. Anh thuê ở đây hả? Một tháng là bao nhiêu tiền anh? Một tháng tổng cộng là 1 triệu. Dạ. Dạ. Cũng ảnh cũng dạ. Bây giờ em còn đi nhiều hoàn cảnh nữa. Bây giờ anh nhắc lại cái anh hồi đó anh chạy xích lô, anh tên gì? Anh, dạ. Anh tên Hon. Thời chạy xích lô là dưới cô bé mình hả anh? Chạy cô bé. Dạ. Bé là Bình Tân. Dạ. Chờ ké. Chờ ké. Vì là anh cái thời với anh Bình nữa đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Hôm em có ghé anh Bình mất rồi. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ em cũng không nói nhiều, để anh ăn cơm ha. Để em gửi cho anh một phần quà ha, của cái cô Việt Kiều không nói tên, gia đình cô Việt Kiều không nói tên. Anh nhận giùm em ạ. Dạ, cảm ơn cô Việt Kiều đó giúp đỡ. Không có gì hơn, cảm ơn. Dạ, các anh có thêm một phần quà ha anh ha, cũng vui, rất là vui luôn. Dạ, vui. Trong cái giai đoạn mình khó khăn đó. Thôi bây giờ Phương tiếp tục đi một hoàn cảnh bác khác, bà con cô bác đi với Phương ạ. Rồi em chào anh ha. Rồi bây giờ Phương đi xuống đây thì ngay chỗ đây thì năm nào cũng tổ chức rất lớn nha bà con cô bác. Giờ này là người ta treo lồng đèn rồi nè. Bây giờ Phương sẽ đi vội xuống dưới này. Chỗ lồng đèn là năm nào cũng vui, múa lân múa đồ bà con các bác. Dạ chào chị. Phương hôm Phương đi ở ngoài bến tàu du lịch đó thì gặp chị cũng nói là xin một phần quà đó, thì trên đường Phương đi xuống thì Phương cũng thấy chị khổ, chị nói chị khổ lắm, để Phương hỏi chị như thế nào ha. Em chào chị ạ. Hôm em gặp chị ở ngoài bến tàu du lịch đó, chị nói xin em một phần quà, mà hoàn cảnh chị như thế nào chị có thể nói cho bà con cô bác biết về cái hoàn cảnh của chị để em gửi một phần quà đó. Khổ, bệnh đồ, đau chân đau cẳng đồ, không có tiền con thuốc là gì á. Dạ. Ông xã chị rồi con cái chị như thế nào ạ? Ông xã thì ông không có đi làm gì hết á. Dạ. Con hồi nó đi làm xe, mạnh đứa nào nó tự nó lo nữa đó. Dạ. Rồi nhà cửa chị hiện tại giờ ở cha mẹ hay ở đâu ạ? Ở cha mẹ, ông nhà em cho em cho ở. Là con ở cùng với cha mẹ ở trong nhà đó. Thì hôm chị có nói là em không, cũng bất ngờ không biết hoàn cảnh chị mà sao mà khó khăn quá, chị xin em. Thì hôm nay thì em cũng đi trên đường ủng hộ bà con nghèo thì em gặp chị ha. Bây giờ em sẽ gửi chị một phần quà. Chị hay nói tên là cho bà con có biết là một lần nữa là cái hoàn cảnh của chị. Chị nói cái địa chỉ của chị ha. Em cũng xin lỗi chị là
chị có thể chị nhắc đến ba mẹ hoặc là những người đi xe làng của bé đó đã biết giờ chị là con của ai à, chị nói giùm em ạ. Con của ông cha mẹ chết hết rồi. Dạ. À. Nhưng mà chị nói ra tên ạ. À. Dạ. Tên bố bố mẹ ạ. À. Bố mẹ tên dạ. Phía để cho nhắc cho bà con xe đó. Để nhớ. Cho ông Nguyễn Văn Loan. Dạ. À. Con mẹ chị. Cha. Dạ con mẹ. Mẹ Nguyễn Thị Bon. Dạ. Đó bây giờ Phương cũng đỡ cho bà con xe đã biết được là cha mẹ của chị rồi đã từng ở cô bé ha. Để bà con xe nhớ đến ha. Bây giờ em sẽ gửi cho chị một phần quà 500.000. À cũng cảm ơn mấy người đi ấy nha. Dạ cái dạ. Cô này là cái cô Việt Kiều không nói tên đó. À. Rồi chị cảm ơn cái cô Việt Kiều giùm em một tiếng nữa. Đó rồi. Cảm ơn mấy người con Việt Kiều á. Dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ. Đó bây giờ thôi chị nghỉ ha. Hôm chị có duyên bữa nay chị có duyên gặp em rồi ha. Rồi em chào ha. Giờ Phương đến một cái hoàn cảnh nữa bà con cô bác. Thôi cố gắng cố gắng đi chị. Em ngó mà. Mẹ ngó lại cơ xuống dưới. Bây giờ Phương tiếp tục là đi một hoàn cảnh ở dưới Trường Hải đúng không chị? Trường Hải. Con nghe là bệnh rất là nặng ha. Đúng rồi em. Rồi đỡ Phương hỏi như thế nào ha. Em chào chị. Dạ. Chị bệnh là bệnh như thế nào nói cho bà con cô bác biết ạ? Dạ. Trước kia là em bệnh đồng bè. Dạ. Dạ em bệnh tử cung á. Dạ. Rồi xong rồi em đi khám là bác sĩ cho em đi mổ. Dạ được rồi chị. Dạ. Dạ đi mổ xong rồi á là một năm em mổ xong rồi vô xạ trị rồi xong rồi về một năm là dịch. Thôi một năm là em không đi tái khám lại được. Dạ. Rồi xong bắt đầu lần sau lại hết dịch là em đi tái khám là vô là nó bị di căn hạch lên cổ. Dạ. Lần sau cũng có xạ trị nhưng mà do cái thở nó nóng quá rồi dạ. Không có dám xạ nữa. Giờ không dám vô thuốc mạnh á. Dạ. Không dám vô. Rồi xong mà cái gì uống thuốc nam rồi vậy á. Rồi giờ nó bị càng ngày nó thấy nó cũng càng hung mà sức khỏe thì thấy nó cũng được mà sao lần nó con người nó đau đủ nhức đủ chỗ đi không có được. Dạ. Mấy hôm là em nằm cũng không có được mà nằm ngửa cũng luôn nằm sấp cũng không được chỉ nằm nghiêng thôi. Bây giờ cũng vậy. Giờ là nó nhức xuống là hai cái mông đít với lại xuống cái chân này em đi không có nổi, khi nó dặn giống là nó bị chặt vậy á. Dạ. Em đi không có được. À, vậy em cũng vậy nhưng mà hôm giờ là em cũng bị 3 năm rồi. Dạ. Dạ. Hiện tại giờ làm gì mình có mấy cháu à? Dạ ba cháu. Ba cháu lớn chưa? Dạ cháu đây này. Cháu là 13 tuổi, cháu lớn. Còn cháu nhỏ là 12 tuổi, cháu đây là 10 tuổi. Dạ. Còn chồng em thì cũng có bệnh tim nhưng mà cũng còn khỏe mạnh đi làm chuyện nhẹ cho ông anh nó bè á. Dạ. Dạ. Cũng làm kiếm tiền chứ bây giờ ba đứa con ăn học mà nghỉ không có làm gì được ra tiền á. Dạ. Rồi cũng ráng đi làm. Bây giờ em biết cái hoàn cảnh của chị rồi ha, cũng có chị hai tốt hôm nay thì chị cũng đi với Phương là nói về cái hoàn cảnh của chị đó, biết được cái hoàn cảnh của chị thì hôm nay thì em cũng nhận tiền của chị cô gia đình cô Việt Kiều không nói tên đã Phương gửi cho chị một phần quà ha. Chị hiện tại giờ chị nói là chị ở cái khóm nào ạ? À? Và cái con đường của mình ạ? À? Dạ tổ ba Trường Hải Quỳnh Trường. Dạ chị tên gì ạ? À? Dạ Hình Thị Kim On. Dạ chị On ha. Dạ. Bây giờ em sẽ gửi cho chị một phần quà của cái cô Việt Kiều. Dạ. Không nói tên. Dạ em cảm ơn. Con cũng cảm ơn mẹ hai nữa rồi. Có gì dạ. Chị cũng đầu đồng có kêu bằng chị hai con nhỏ rồi con dạ. Dì hai cũng
con cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật cho con sẽ sống con đến niệm Phật đúng không? Còn sống con bây giờ các chị em mạnh thường quân ở hội tắm biển á, con nghe con gõ chút đỉnh với là cháu ở nước Úc không lấy tên á, cũng gõ cho con chút đỉnh với là cái cô không lấy tên, cái chị đó không lấy tên ở cũng mà cọ có gõ cho con 2,5 triệu. Ờ nó cũng có gì cũng dán nè con dán sống nuôi con đây 2,5 triệu của các chị em mạnh thường quân nước ngoài nước có gõ cho con nên con tạo được bây giờ con cũng cảm ơn các mạnh thường quân, bây giờ con cũng không biết ai á, giờ con cũng cảm ơn mẹ hai họ nói gì vậy con giờ con cũng thay mặt nhờ giờ hai thay mặt cho các chị em mạnh thường quân với là cháu ở nước Úc không biết tên thì chị cũng biết tên nếu mình có cái muốn về ở cho con đẹp mình Phật ơi dám sống là nuôi con đúng không? Dạ. Còn nó ơn trên là cái Phật hộ thì nó sống con không có. Dạ. Trước tiên con cũng cảm ơn mẹ hai với là anh. Rồi mẹ hai cũng chuyển lời cho các mạnh thường quân, các cô, các chú gì đó. Có gì cho bà hai nói cho con. Nè, em kể nè. Dạ. Thôi bây giờ mình đi tiếp một hoàn cảnh khác nữa. Thôi cố gắng lên ha chị On ha. Nếu mà clip này mình đăng lên đó, bà con mà ở xóm Trường Hải mà ở xe đó lại biết được đó, thì nếu mà nói là sẽ quay lại gia đình, hoàn cảnh của gia đình mình đó, thì mình sẽ quay lại gia đình chị ha. Phương xin chào cô bác một lần nữa. Thì hồi chiều giờ là Phương đi lúc 2 giờ thì bây giờ thì cũng 5 giờ 10 rồi. Thì cái hoàn cảnh đây đó là cái hoàn cảnh cũng là cuối cùng Phương đi. Hoàn cảnh của chị Lên này đó thì mấy lần Phương cũng được ủng hộ mấy lần rồi. Thì hôm nay thì Phương sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ chị Lên ở dưới Trường Hải này. Thì cái căn nhà này đó thì bà con cũng đã biết rồi, Phương cũng đã quay rồi đó, cái nhà chỉ là ở tạm bợ thôi, chỉ là làm lấy phường đó cho một miếng đất ở dưới đây đó, không cũng không nhà không cửa gì đâu, bây giờ cũng tình trạng cũng bệnh đó. Thì giờ bà con cô bác đi với Phương ạ. Em chào chị. Chào Phương. Hôm mấy lần em ghé chị đó rồi nói chị là bớt bệnh, hôm nay chị đã bớt chưa? Máu chiều máu có giấy. Dạ. Tự cái máu đi nó không có thông được suốt. Dạ. Tự bác sĩ nói là cái đây là sốt trong đường tử cung chứ là khô máu tim. Dạ. Nên nó ngợp phải QC chở đi lên liền chứ cho người ta thông máu vô ấy là chết rồi. Kêu bữa nữa chết rồi. Dạ. Mà giờ nhờ thông máu về được 3 ngày nay nó phỉ lại. Dạ. Cái số phận bác sĩ nó chịu rồi chứ còn không có làm cách nào ấy. Dạ. Tim mà nó ngợp lên hoài thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ cũng nhờ Phương, nhờ cộng đồng mạng là Phương giúp đỡ với là chị em nào giúp đỡ đồ. Có tiền uống thuốc uống men đồ này nọ chứ một tháng 2-3 triệu thuốc á. Con thằng con đi làm 3 triệu không đủ gì mà không nhờ lay lắc, nhờ bè con làng sớm. Cũng nhờ người trong nước ngoài nước cũng giúp đỡ gạo đồ cho ăn cái đồ này nọ. Chứ còn sống có biết làm gì. Giờ có thằng nhỏ nó học lớp 7 thì tội quế chơi chơi giờ không biết nói sao. Hôm là chị nói là chị 3 đứa con đúng không? Hai mấy đứa? Hai đứa còn thằng lớn nó theo vợ rồi nó theo một đứa rồi có gia đình rồi còn hai nó, đứa theo gái nó ở nó không còn có hát bê miệt con ở cái căn nhà. Dạ. Thằng đi làm cho nông hèo á. Dạ. Còn thằng nhỏ đi học lớp 7. Dạ. Nhưng mà điều của học cũng được, học giỏi và cô nó giỏi mà điều một cái là một lần đi lên nhà thương truyền máu là nó suy sụp, cái suy sụp lần sau nó sợ chết á. Dạ. Nó thi nó không có ổn định con chị đó. Dạ. Thằng lớn thằng nhỏ nè tối. Dạ. Em dạ tôi được rồi. Chú quay mấy cháu cũng làm YouTube đó thì Phương cũng hạn chế quay mấy cháu nhiều. Thì chị nói này cũng được rồi. Yeah. Em cũng biết rồi, em cũng quay mấy lần rồi mà. Yeah. Còn cảnh chị rồi mấy đứa cháu con của chị Len này đó. Yeah. Rất là ngon hiền ha. Yeah. Tuy chỉ nghèo nhưng mà rất con rất là ngon hiền, một cháu rất là học giỏi. Dạ, yeah. Không có mất lòng bờ bè con làng sớm ai tiếng nói tiếng nào. Dạ. Yeah. Con giờ giặt quần đầu giặt bạc ăn ở nhà không đi. Yeah. Làm giờ 9 giờ đêm. Dạ. Yeah. Đi làm trong hào bán 9 giờ đêm. Yeah. Giờ. Thì chủ yếu bây giờ mà cái cháu đã đi làm giúp gia đình thôi ha. Yeah. Còn cháu kia còn đi học. Đi học lớp 7. Trần đèo. Dạ. Yeah. Thì bây giờ em sẽ gửi chị một phần quà của cái cô Việt Kiều không nói tên ha. Dạ. Yeah.
Bây giờ Phương sẽ gửi cho chị Lên một phần quà là tiếp tục là 500.000 đó. Dạ. Rồi chị nhận giùm em ạ. Dạ. Em cảm ơn chị Dực Kiều, giờ em biết tên chị. Dạ, cái cô Dực Kiều, con cảm ơn gia đình cô Dực Kiều. Chúc nhiều may mà gặp nhiều may mắn. Chứ giờ không biết nói sao, con thấy thiệt thì cô cho mà con cũng mừng. Ngày mai cũng mua thuốc đồ uống. Bây giờ con cảm ơn gia đình của cô Dực Kiều. Nhiều sức khỏe, gặp điều may mắn. Đó, mà mấy chú đây, chú Phương với lại thằng em đây cũng cảm ơn. Chứ giờ bước nói sao có làm gì được nữa đâu. Dạ thôi được rồi ha, để mà có một chút gì mua thuốc rồi mua gạo ha. Dạ. Đó như nhà của chị nè. Mùa lạnh thì cũng lạnh lắm. Rồi mùa nắng thì cũng nóng quá luôn. Mấy bữa thì em xuống với chị đâu có ở nhà, chị qua kia chị ngồi cho nó mát đúng không? Chắc còn nằm ở đây chịu không nổi. Dạ. Vừa rồi bị mưa lụt xong nó vô ướt niệm hết trong các cái niệm nằm luôn, xong mà đi xin. Dạ. Xin cái bà mẹ đỡ đầu của thằng đây nuôi nó học á. Dạ. Nó cho được cái giường bố đêm giờ em Phương nó cái giường bố á. Dạ. Giờ có nằm chị nằm, còn mấy tụi nó nằm dưới đất không, đâu có tiền mua niệm nữa đâu. Giờ nó ướt rồi bỏ chứ đâu có tiền mua niệm nữa đâu. Tiền đâu mua chịu. Dạ. Giờ tiền đâu đường uống thuốc hàng ngày chứ đâu có tiền mua đâu. Dạ. Bây giờ biết nói sao đâu. Giờ cha nằm chiếu dưới đất, còn chị nằm trên giường bố. Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn trong nước ngoài nước, giờ nửa Việt Nam giữa Việt Kiều nửa Việt Nam cũng giúp đỡ nhiều rồi, mà giờ số phận mình mang bệnh suốt đời mà biết ngày nào rồi chị nghĩ ha. Dạ cảm ơn hai chú. Dạ. Dạ bây giờ Phương cũng cái hoàn cảnh này là cuối cùng đó bà con có bác. Dạ. Thì còn lại cái số tiền của cái cô Việt Kiều không nói tên đó thì Phương sẽ sắp xếp tiếp tục để gửi đến những phần quà còn lại để đến những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ Phương sẽ xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục Phương đăng những cái video mới cho bà con các bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.